Xuân Việt, mến chào các bác nhé. Trong video ngày hôm nay thì Việt sẽ sử dụng bàn mixer F4 để chúng ta kết nối với điện thoại phát live stream hoặc quay video. Ở trên kênh của Việt thì đã có những cái video mà sử dụng cái bàn mixer F4 này để live stream và quay video rồi. Tuy nhiên thì trong video ngày hôm nay thì Việt sẽ sử dụng cái sợi dây cắm hoa sen dao chờ 3.5 để kết nối với sợi dây live stream. Và cái bản mixer F4 này là bản mixer F4 Yamaha Bluetooth nha các bác nhé. Để thực hiện được việc này thì đầu tiên các bác cần chuẩn bị, thứ nhất là một bàn mixer F4 Yamaha Bluetooth, nó có cái logo này các bác này. Thứ hai là cục nguồn đi kèm. Thứ ba là micro và dây cắm micro. Dây micro thì chúng ta sử dụng hai đầu đầu to như này, một đầu cái một đực như này các bác nhé. Một sợi dây livestream màu, một sợi dây hai đầu sen ra đầu chờ 3.5 như này, một giắc chuyển 6 ly ra 3.5, một tai nghe nhất tai như này hoặc là tai nghe chụp đầu đều được, hai chiếc điện thoại, một chiếc điện thoại mà nhạc karaoke và một chiếc điện thoại phát livestream và quay video. Rồi ok, bây giờ thì Xuân Việt sẽ tiến hành kết nối cắm dây. Đầu tiên là Việt sẽ cắm mic trước này. Làm thật chậm thôi để các bác cắm theo nhé. Cắm lên mic trước. Nó có cái hình tam giác các bác hướng lên trên. Rồi. Cái đầu này thì nó các bác để nó cái ngạnh nha. Ngạnh nó vào cái rãnh mic K200 ạ. Cắm sâu nó vào là được. Rồi tiếp theo là mình sẽ cắm tai nghe. Để cắm tai nghe này chúng ta sẽ sử dụng cái giắc chuyển 6 ly này. Chúng ta sẽ cắm tai nghe vào giắc chuyển 6 ly, cắm sâu vào. Sau đó là giắc 6 ly này chúng ta sẽ cắm vào cái cổng ca lông có chữ phone này. Đó. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cắm đến dây nguồn. Dây nguồn thì ở đây nó có cái giắc cắm, nó có cái ngạnh này các bác ngửa trên, các bác cắm vào. Sau đó các bác siết con ốc này vào. Và cái giắc cắm thì, này thì chúng ta sẽ cắm ổ điện 220 nhé các bác nhá. Rồi. Bây giờ Việt sẽ bật thử nguồn lên nhé. Đấy, công tắc bật nguồn đằng sau, bật lên. Và chúng ta sử dụng mic thu âm thì chúng ta phải bấm cái nguồn cái lúc nguồn điện này xuống nhá. Rồi, xong. Đến cắm dây livestream, dây livestream 3 màu. Đấy. Thì chúng ta sẽ sử dụng rắc hai đầu hoa sen và một đầu chờ 3.5 đây. Chúng ta sẽ cắm vào cái vế vế hoa sen bên trên đây. Là cái mic output này. Là cái tín hiệu đường ra của F4 nhá. Cắm vào đường ra F4. Đấy, cắm vào vế hoa sen bên trên. Và ở cái dây livestream 3 màu thì nó chia hai đầu, một đầu gồm 3 rắc. Thì chúng ta sử dụng rắc màu hồng thôi. Còn màu xanh màu đen này không, chúng ta không dùng đến nhá. Chúng ta lấy rắc màu hồng chúng ta cắm vào cái đầu chờ có dây hoa sen vừa rồi đấy. Rồi xong. Và nhớ cho Việt ở cái dây livestream nó có một cái cục gạt đây, thì chúng ta thường là chúng ta sẽ gạt về phía đầu một dây nha các bác nhé. Đấy, gạt cái nút này về cái đầu một dây đây. Và ở cái rắc đầu một dây chúng ta sẽ cắm một cái điện thoại để phát livestream. Ở đây Việt quay video thì sẽ cắm vào điện thoại quay video. Ok, thì bây giờ thì mình sẽ đeo tai nghe vào. Cô bác cũng đeo tai nghe vào nhé. Hello. Rồi, mình đã nghe thấy âm thanh của micro. Tiếp theo, kết nối với điện thoại mở nhạc thì cái bản F4 này thì mặc định là chúng ta bật nguồn điện lên nó đó. Cái bản F4 Yamaha Bluetooth này nó có hay cái là chúng ta không cần phải bấm cái nút nào để bật tắt chế độ cái lỗi Bluetooth cả, mà chỉ cần bật nguồn điện lên là nó tự động đã có cái phát ra cái tín hiệu Bluetooth rồi. Chúng ta chỉ cần vào điện thoại này, vào phần cài đặt, sau đó chúng ta tìm phần Bluetooth, chúng ta bật Bluetooth lên, nó sẽ tự động quét tên thiết bị đấy, BT201 audio này các bác nhấp vào đây.
Đấy, nó báo là đã kết nối cho thiết bị âm thanh media. Rồi, như vậy kết nối thành công. Bây giờ các bác quay ra, các bác vào YouTube, các bác hát bài gì thì các bác tìm vào đấy. Đấy, các hát bài gì các bác tìm vào đấy nhá. Để Việt mở thử cái video loa. Xuân Việt xin mến chào anh chị và các bạn. Đấy. Video ngày hôm nay thì Việt sẽ Việt test và so không sánh không thử không ba cái mở mẫu nhạc loa kéo karaoke trong nhá, phân bởi nó khúc có bản loa quyền. kéo công suất Mở lớn thử một cái theo yêu video cầu của một vị khách, đó cái tiện là loa này thôi. một anh ở bên Thái Ok. Nguyên, Hải Phòng. Các bác mở nhạc karaoke. Còn đây thì Việt sẽ mở nhạc có sẵn trong máy nha. Đấy, nhạc các bác. Ok, như vậy là phần kết nối đã xong. Kết nối với tất cả những cái dây cắm với điện thoại phát livestream, với micro và kết nối với điện thoại mà nhạc bằng chức năng kết nối Bluetooth. Hướng dẫn. Còn cái phần mà livestream và quay video thì như vừa rồi cái dây livestream mà chúng ta cắm vào điện thoại đấy, thì các bác mà livestream thì các bác vào Facebook, các bác bật phát trực tiếp ở trên Facebook lên là sẽ có âm thanh truyền vào cái video livestream đấy của các bác. Còn như Việt quay video thì Việt cắm cái dây livestream vào cái điện thoại quay video, Việt bật cái camera của điện thoại lên, Việt quay là được thôi các bác nhé. Tiếp theo thì Việt sẽ hướng dẫn các bác cách sử dụng tất cả những cái chức năng của cái F4 và cũng như cái nút hiệu chỉnh ở trên F4 này nhé. Đầu tiên thì F4 gồm có 4 đường âm thanh, hai đường âm thanh mic, một đường âm thanh nhạc và một đường âm thanh tổng đây. Ở đường âm thanh mic thì chúng ta có nút nút này cũng là nút to nhỏ mic này, lúc này nút to nhỏ mic nhá. Và cái đây cũng là cần gạt to nhỏ mic. Cái này là cần tai nghe khi đấu âm ni cục đẩy, thì đây sẽ là cần loa bên trái bên phải, check chung bát này. Check chung bát của mic nhá các bác nhá. Và đây là cái độ vang nhại. Về cái cách chỉnh âm lượng của cái mic thì như này. Đây là một các bác có thể để với mic K200. Các bác lưu ý ở âm lượng mic thì chúng ta sẽ phụ thuộc vào mic nhé. Mic khác nhau thì cái mức độ thu âm to hay nhỏ của nó sẽ khác nhau. Ở đây là mic K200 thì Việt sẽ chỉnh cái nút tím ở hướng 12 giờ. Còn lại to nhỏ cái cần gạt này. To nhỏ ở đây thì tùy theo giọng các bác. Có bác giọng to, có bác giọng thì bé. Bác nào giọng bé nghe cảm thấy bé nó bé hơn tiếng nhạc thì các bác tăng lên. Có bác nào giọng to quá rồi nó át hết đi tiếng nhạc thì các bác phải giảm xuống. Đấy. Đây các bác nhé, các bác chỉnh làm sao để nghe thấy tiếng mic của mình nó to, rõ ràng và nó không bé hơn tiếng nhạc, mà nó không quá to hơn tiếng nhạc, nó to hơn tiếng nhạc một chút thôi thì như vậy là ok nhé. F4 thì âm thanh nó kích lên đường mic và đường nhạc nó rất là to, các bác đừng có ham cho to quá nó vỡ tiếng, nghe nó không hay. Rồi đấy là âm lượng của mic. Tiếp theo là check chung bát. Check chung bát thì tùy theo giọng nhé các bác nhé. Check ví dụ như là các bác là giọng lanh lảnh the thé thì các bác phải phải giảm cái check đi và tăng cái bát lên đấy, và ngược lại bác nào mà giọng trầm ồm quá thì các bác phải giảm bát này đi và tăng cái check lên cho giọng nó sáng hơn. Còn cái nút chung này chúng ta cứ để 50% hoặc là theo hướng 2 giờ như này. Cái nút màu đỏ này, cái nút màu đỏ nút out này nó liên quan đến đường ausen, chúng ta không sử dụng đến nhé các bác nhé. Còn đây là nút vang nhại của micro. Alo. Đấy, đây là nút vang nhại của micro. Thì vang nhại của micro thì chúng ta cứ để theo hướng 12 giờ hoặc là hướng 1-2 giờ. Đấy. Đấy. Ví dụ như cái vì đang cắm ở cái đường mic 2 này chẳng hạn. Đây, check. Với giọng Việt thì mình sẽ chỉnh check ở hướng 2 giờ như này. Chung cũng theo hướng 2 giờ. Còn nút bass thì để theo hướng 3 giờ như này. Đấy. Và cái vang nhại Việt tăng lên này. Alo. Alo. Vang nhại Việt cứ để theo hướng hướng 2 giờ như này các bác nhé. Alo, Alo 67. 67. Alo. Alo. Rồi bây giờ lõi thì Việt sẽ giảm cái vang nhại đi. Tiếp theo là cái phần về cái đường đường nhạc. Đường nhạc thì đây cũng là nút cân tai nghe, đây nút to nhỏ nhạc này. Và đây cũng là cái nút giới hạn âm lượng nhạc, hay còn gọi là cũng là cái nút to nhỏ nhạc nha các bác nhé. Với âm lượng nhạc thì Việt thường để từ hướng
9-10 giờ như này. Còn lại chúng ta sẽ chỉnh ở đây, tùy theo bài nhạc to hay bé thì các bác chỉnh tăng chỉnh thêm nhé. Có thể tăng chỉnh ở đây và cũng có thể kích lên đây. Để làm sao mà tiếng nhạc chúng ta nghe to rõ ràng. Và đừng có ham cho to quá, nó sẽ bị vỡ tiếng nhạc. Còn cái check chung bát thì tùy theo các bác nghe thích nghe nhiều bát nhiều check, các bác chỉnh ở đây nhé. Cho to thì nên cho ít bát thôi, đừng có ham cho to to nhạc mà cho nhiều bát quá bị vỡ tiếng ấy. Còn cái vang nhẹ của nhạc ấy thì chúng ta để về không. Rồi, và âm thanh tổng ở đây thì cái này là cần gạt to nhỏ này. Như là cái mic và cái nhạc chúng ta chỉnh chuẩn rồi thì cái này cứ chỉnh làm sao để mà nghe cho nó to rõ ràng là ok. Âm lượng, nên là âm lượng tổng này. Còn cái này là cái độ trễ và số lần âm lại thì Việt thường thì để theo hướng 1 giờ như này. Cái này âm lượng tai nghe để theo hướng 12 giờ. Còn cái này vang nhẹ tổng thì cũng để theo hướng 2 giờ như các bác nhé. Ok, và nhớ là cho Việt là sử dụng mic thu âm cắm vào cái cổng này thì chúng ta phải bật nguồn 18V lên. Đấy, đấy là cái về cái hiệu chỉnh âm thanh micro, âm thanh nhạc và âm thanh tổng nha. Còn về các cổng cắm mic thì chúng ta có hai cổng cắm mic thu âm ở trên này, mic 48V hoặc mic 5V đều cắm vào cái cổng này nhá. Hai cổng cắm mic karaoke gia đình, mic có dây hoặc không dây chúng ta cắm vào cái đường line đây, cái cổng có chữ line đây. Rồi và cái đường nhạc vào thì chúng ta một chúng ta cắm vào cái cổng cổng ca lông đây, chúng ta dùng dắt chuyển từ 6 ly sang hoa sen. Hai là chúng ta cắm vào cái vế hoa sen này. Để hầu như tất cả các bản Bluetooth khác thì Việt thấy là nó không có cái hỗ trợ cái cổng đường vào bằng hoa sen, nhưng mình rất thích cái bản Bluetooth Yamaha này. Nó có cả cái hỗ trợ cái đường vào bằng bằng cái cổng hoa sen và cái cổng kết nối với lại điện thoại bằng cho cái lỗ Bluetooth. Còn đa số những cái bản khác thì nó chỉ có một đường là kết nối bằng chức năng cái lối Bluetooth và cái đường vào 6 ly thôi, chứ không có cổng hoa sen này. Đôi khi khá là tiện cho bác nào không có dắt chuyển từ 6 ly sang hoa sen thì không không cắm vào đâu được. Cái còn vế ra, đường ra thì chúng ta có vế hoa sen đây. Chúng ta có vế hoa sen này, chúng ta kết nối với lại âm ly cục đẩy, hoặc chúng ta kết nối với lại dây live stream chúng ta hát live stream, hoặc là đây. Đây cũng là đường ra này, chúng ta dùng dắt chuyển từ 6 ly sang hoa sen, chúng ta đấu vào âm ly cục đẩy hoặc là chúng ta vào livestream vẫn được. Đây là tai nghe chúng ta cắm vào jack phone này nhá. À, còn một cái nữa đó là cái sử dụng cái USB thì chúng ta cả cắm vào đây. Thì đây nó có nút nhảy bài, lùi bài và play tạm dừng đây. Ok, như vậy là trong video này thì Việt đã hướng dẫn các bác là cách chúng ta sử dụng cái bản Mixer F4 Yamaha bản Bluetooth mà chúng ta sử dụng cái sợi dây hoa sen ra 3.5 này để chúng ta kết nối với dây livestream để chúng ta lấy tín hiệu âm thanh từ hai vế vế trái vế bên phải cho âm thanh nó chuẩn hơn. Ok, thì các bác có câu hỏi gì thì comment dưới video thì mình sẽ trả lời thêm cho các bác nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.